Nhiều, nhớ ngay vậy chị. Dù ngoại nhưng phải dẫn đâu nha. Bữa nay chơi sập dứt luôn rượu tây đồ ngoại đồ dữ ha. Nhiều nhớ, dù ngoại nhìn vụ của bà ngoại em nấu á. Đâu á, mà chỉ nhìn nhiều khi em cũng thấy tức lắm. Em không hiểu tại sao hoàng thượng thích chị hơn em. Khùng quá mày ơi. Em nói thiệt, em thấy cái gì em cũng hơn tỷ hết. Em xấu hơn tỷ, lại xàm hơn tỷ. Chưa hết đâu, em còn ngu hơn tỷ nữa. Chỉ có cắt dòng là bằng nhau tại hai chị em mình đi bơm chung mà. Thấy em nói đúng không? Còn thiếu, thiếu gì nữa. Em hay đâm thọt với nhiều chuyện hơn tỷ. Tỷ cần nói thẳng gì không? Em vừa bày hay em vừa nhiều chuyện nên bị hoàng thượng chê. Có gì đâu mà tức. Chuyện của chị mới tức nè. Đâu đưa tay cho chị coi coi, mượn thử coi. Tỷ thấy da của tỷ còn trắng da của muội nữa. Có điều da cô tỷ hơi nhạy cảm nên bị kích ứng nổi mẩn thôi. Rồi không biết thằng nào con nào đi đâm thọt với hoàng thượng nói là tỷ bị chó dại cắn mới ghê. Làm tỷ bị hoàng thượng bỏ lơ luôn. Em này em không có nói rồi nha. Em dễ nha hoàng thượng nghe chuyện này vui lắm nè. Em nghe nói mị nương đi coi bán hoa bông bị chó dại cắn. Bây giờ bị nổi mẩn đỏ tình lâm hết trơn. Bởi vậy không biết ai mà ác mờm ác miệng. Chị mà biết được thằng nào con nào nó đâm thọt chị tát cho răng môi nó lẫn lộn luôn. Bỏ cái tật nhiều chuyện. Hoặc là tỷ sẽ cạo hết chân mày của nó. Em thấy tỷ làm vậy có hiền quá không? Chị là chị ghét mấy cái thứ khốn nạn mà giả dạng dễ thương. Da của tỷ nhạy cảm hay bị dị ứng. Sao tỷ không mua kem ngừa đỏ da DDY của Tân Đại Dương mà xài? Kem DDY này hay lắm. Kem ngừa và làm giảm các dấu hiệu kích ứng ở trên da. Chiết xuất từ thành phần tự nhiên như là bột ngọc chai, ốc sên, sữa dê, giúp dưỡng trắng. Ủa mà sao em biết hay vậy? Tỷ có biết Khang Công Công không? Ông chỉ cho em đi coi bói rồi bà thầy bói mới chỉ cho em đó. Bà nói đây là bí mật chỉ có duy nhất mình em với bà biết. Ở đâu vậy? Chỉ cho tỷ coi với. Tỷ cũng thích đi coi bói lắm. Mà nãy em nói kem gì quên rồi. Em cũng quên cha nó rồi. Muội, muội đúng là bánh bèo vô dụng mà. Nhà bà thầy bói. Xin giới thiệu với nữ, ta là Lê Thị Sao Nặng, là thầy bói nổi tiếng trong hoàng cung này. Sao Nặng là sao nặng xạo phải không thầy? Hồi trước cũng có đứa hỏi ta y chang, hôm qua ta mới đi ăn đám giỗ của nó xong đó. Tóm lại bây giờ nữ muốn coi cái gì, nói đi ta coi cho. Dạ em muốn coi tình duyên gia đạo, thầy coi giùm em đi, khi nào em mới hết khổ, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Cũng có một số người bạc phận mà cứ nghĩ mình là hồng nhan. Nữ có chồng hay chưa? Chưa. Chưa có chồng là phải coi tình duyên. Chưa có chồng mà em có con rồi. Vậy phải coi về gia đạo mới đúng. Có con rồi mà tình duyên bồi duyên gì nữa mẹ. Có con mà em vẫn chưa có chồng mà. Nhỏ này chắc ở Biên Hòa thả về ăn Tết đi nè. Sáng sớm chị chưa mở hàng đó nghe gái. Nhìn mặt nữ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Chắc chắn nữ đang buồn về chuyện tình duyên phải không? Quá đúng luôn. Bộ nhìn mặt em tàn tạ lắm hả? Rắc rối có liên quan tới nhan sắc. Sao thầy biết hay vậy? Ta là thầy mà chỉ cần bấm độn cái là biết à. Nói dối. Nói không phải nổ chứ ta đoán đại. Nói tới nói lui cũng như không. Thôi để em nói luôn cho nhanh. Thật ra da của em nhạy cảm dễ bị kích ứng. Không biết đứa nào đâm thọt làm hoàng thượng quăng cục lơ em luôn. Tưởng vụ gì ghê gớm da nhạy cảm hay bị kích ứng thì cứ mua kem dưỡng trắng ngừa đỏ da DDY của Tân Đại Dương mà xài. Em không có thích ăn heo quay mỡ không mà ngán dữ lắm. DDY chứ không phải heo quay bà nội. Chẳng những ngừa đỏ da DDY còn giúp da trắng hồng đầy sức sống. Ngoài kem chống đỏ da, Tân Đại Dương còn có kem trắng da trị mụn chống lão hóa và kem dưỡng trắng da toàn thân. Vậy còn kem mũ trơm Tân Gia Khang, DDY và Tân Gia Khang đều là của Tân Đại Dương hết. Mà nhớ là phải giữ bí mật đó, chỉ có ta với nữ biết thôi. Ta nổi tiếng là kín miệng dữ lắm. Sẵn thầy coi giùm em cải cách tiếng Việt có thông qua được không? Để em biết em cho thằng con em nó nghỉ học. Chờ ông cải cách xong lúc đó hay đi học khỏi mất công học lại. Tưởng chuyện gì hoành tráng chứ chuyện này. Tập bỏ tài.